cõi vòng trầm luân. Công dưỡng dục tâm ân dốc trả nghĩa xâm thành đạo ca môn đền. Làm con hiếu hạnh trước tiên bèn dòng quệ nhãn dưới trên kim tầng. Thấy vong màu xanh làm nhã quỷ không muốn ăn tiều tử hình hài một liên thấy vậy bị ai biết mẹ đói khát ai hoài tình thân lo phong Phật đem dân từ mẫu có bấy lâu thấy cơm mẹ rất lo ông tay ta che đầy hũ hầu bốc ăn lòng bọn sàng tiền căn chưa dứt sợ chúng mà cướp mà giật của bà này cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành tháng lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu thế thảm một kiền liên bi cảm xót thương mau mau về chốn giang đường bạch cùng sư phụ tầm mà phương dạy nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cõi rằng mẹ ông gốc tội rất xấu dẫu ông thần lực nhiễm màu một mình không thể ai cầu đặng lòng yêu thảo của ông giàu lớn tiếng vàng đòn thâu đến cổ thiên cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên vương cộng ba cõi sáu phương tô tạp mười phương tăng pháp cụ thế ta toàn giảng nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn bèn kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi rằm tháng bảy là ngày tứ tứ mười phương tăng đều giữ lễ này bài toan sắm sửa chớ chày thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm dưỡng nằm niệm lót cùng thao bồn đèn áo đuốc nhang dầu món ăn tinh sạch bão màu đựng trong bình bát vọng cầu kính dân chư đại đức mười phương thọ thực trong bảy đời sẽ được siêu thân lại thêm cha mẹ hiển tiền đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàng vì ngày ấy thánh tăng điều độ
giàu ở đâu cũng tụ hỏi về. Như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chấm về thiền nam, hoặc người đặng bốn tòa đảo qua công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người nuôi thầm kinh hạnh chẳng am quyền quý ân danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tâm phát ơi và những hàng duyên giác tinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh, điều trì giới rất thanh rất tình đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục quần. Người nào có sanh ra Phật thật đặng cúng dường tự tư tăng thời hiện tiền phổ mẫu của người, bà con quyên thuộc thấy điều nhờ ơn ấy ba đường có chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thọ tự nhiên, như còn cha mẹ hiện tiền vào đó cũng đặng ba niên thọ trường, như cha mẹ bài đời quá vàng sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Người thời tuân tu hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, Phật dạy bảo người phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thọ thực đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu tất thế mẹ cha thí chủ ơi, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định lý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân, khi đó dùng nên vật thật trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện nguyện dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trước. Pháp Cô Tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư Tăng đồng nhau tỏ và vui mừng, một liên cùng hết khóc than rầu buồn, một liên mẫu cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quê được ta ngay, một liền bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quái thần Tam Bảo bạn chẳng thì nạn khổ khó ra để tự xuất gian,
Vô Lan Bồ Pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế, hoặc bài đời có thể đặng công. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con liền hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tề tướng bá quan cùng hàng lễ thứ vạn dân cõi trần, như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thật thế tình thâm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tụ về, chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sấm sanh đủ vị cơm canh, đừng trong bình ba tinh ăn. Chờ giờ tự tư chúng tăng cúng dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, chẳng ốm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thật thế đồng thì lìa nơi ngã quy sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần hành tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên thường cầu nguyện cha mẹ an ổn, cùng bái đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền. Lễ cô tế chi thành sách đạt, để cúng dường chư Phật chư Tăng, ấy là bao đất thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân bụi đồng. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ, mới phải là thích tự thiền môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồn, mà muốn sanh tử chúng thái đồng hỷ hoan. Một liên với môn ban Phật tử, nguyện một lòng tin sự phụng hành, trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu giúp chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Phật nói kinh bao nhiêu công ơn
dám hỏi rất đông, tính ra số đến hai muôn tám ngàn. Lại cũng có các hàng Bồ Tát hỏi tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Bên đường bồng rành rành mắt thấy núi dương khô bỏ đây lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tôi lòng ái ngày chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phụ ba phương bốn lời. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khôn. Phật rằng trong các môn đồ ông là đệ tử đứng đầu vậy không? Bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏa đuôi đầu đông xương dồn dập bấy lâu. Cho nên trong đó biết bao cốt hàng chân cũng có ông bà cha tự tử sanh lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lệ bái kính người tiền bối và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xương. Đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phần trai gái bỏ bừa khó coi. Ơi chịu khó xếp xôi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam. Để cho phân biệt cốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng ai ngày biết làm sao phân biệt khỏi sai, vội vàng xin Phật chỉ bàn. Vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đạt. Cách đứng đi ăn mặc quần mắm, chớ khi ra sắc tiêu hình. Xưa ngày như nay khó nhìn khó phân, Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm về nhìn. Người có biết cơ sao đen nhẹ, sanh con ba đâu quyết ra, tám học bốn đâu sửa hòa nuôi con. Vì cơ ấy ao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công
Phật thi ân dạy bào. Phương pháp nào báo hiếu sông thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần trước sau. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con mười tháng cô mang. Tháng đầu thai đầu tở xương, mai chiều dình giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sơ đặc, bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sanh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt mà xương, lại thêm đủ lộ chân lông. Cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tán phủ, chín tháng thì đầy đủ vóc hình, mười tháng là đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngô nghịch làm buồn thân màu, ơi nó vẫy vùng đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hại hùng, mà sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Sanh được con muôn phần phải lạc, cùng quý như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chú đáo mỏi bề. Đè gấm mà ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lay. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miệng con nó ấm chẳng nhàm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô quê, giặt đồ dở của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam, tin sao có lời thì làm, ai chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc, ơi dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng,
bằng thái sơn. Phật lại bảo A Nan, nên biết trong chúng sanh tuy thiệt phẩm đời mười phần mê muội, cả mười không tường ơn trọng đức dày sông thân, chẳng kính mến quên ân trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao. Ấy là bậc yêu biết bao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng, cực khổ dường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh quyết dầm về, quy như thọc quyết châu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngõ phần con, phải tâm phải giặt rửa trôn, biết rằng dơ dây mẹ không ngày gì. Nằm phía ước con nằm, con ước áo ước chăn, gây ra ghẻ chốc khắp thân, khiến con phải chịu trăm phần này thảm thương. Tròn ba năm bố nương sữa mẹ, thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn, mẹ cha dạy bao cho con vợ lòng, cho đi học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cớ bằng quản chi. Con đau ấm tức thì lo chạy, dù tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đắng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển, cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoàng khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang. Hồn cha mẹ phùng mà mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nổ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lệ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sông đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trai ngang trong bán mỏi đàn, ra vào lùi tới mắng cả người trên. Vì lỗ mạng tánh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dạy rằng, lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ
nết tập quen làm sự cháy ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, sao lập thân tìm kế sanh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính giấy đời lập công. Quay ràng buộc đồng công mỗi nợ, hoặc trở ngăn gì vợ gì con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vô hy mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương thế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phạm tội hình tù ngục phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hay tin dữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than không u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà định tố điếm phố phường ngao du. Cứ mài mệt với đồ bất chánh, chẳng mấy khi hôm sớm vẫn an. Làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thiếu thốn mọi điều. Ôm đau đôi trách kiều riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phần con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hoàng. Cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ kiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tòng phu xuất gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai vạn quyến thâm, lần lần ngủi lạnh biết tâm biết nhà. Quên dưỡng dọc sông thân ơn trọng, không nhớ không mang nặng đẻ đau. Chẳng lo bao bộ cụ lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quá mắng, trở sân lòng hờn giận chẳng kiên. Chớ khi chồng đành liên miên, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than.
tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ cho mỗi đàn trong hàng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi đắp vào mình, vào mũi vào hông, làm cho các lò chân lông thải điều gươm máu ướt đầm cả thân. Đến hôm mê tâm thần bất định, một giây lâu mới từng tháng rằng bọn ta quả thật tội nhân. Chẳng cho không hơn người bồ, nay tỏ ngọ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tôi tình khó nói than van, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình. Phật bèn dùng phàm thanh sao môn phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, người ơn sâu giống trà, cộng mẹ cha tất cả hai vai. Gia vòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa dừng. Vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thân dân hết thân này, xương nghiền thật nát phân thay. Trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng, vì có người vì cộng sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi. Chiều thân mồ tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đông. Vì có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút mớ tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than. Đến trăm ngàn kiếp thăm ơn đâu bằng, vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết ngà bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dương dục mà tự treo mình cúng Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiền rã mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền. Đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng, vì có người vì công dương dọc mà nuốt sắc nông thấu ruột thấu gan.
làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thầy điều kinh khủng, giọt lễ tràn khó nói cầm ngăn. Đồng thanh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng ơn thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử, phải lòng nghe ta chỉ sao đây. Các người muốn đáp ơn này, phải toán biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên quấn tùng, cùng ăn năn những tội lỗi xương. Cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Trầm tăng bài đến kỳ tự tư, thập phương tăng đều giữ lễ này. Xăm xăm lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng. Tăng cầu nguyện sông đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn. Ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, hãy nên đi giáo phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết địa đài vào ngục, mơ ngủ vô gián cũng gọi á tỳ. Ngục này trong núi thiết vi, vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một quả đủ cho người thọ khổ, lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có cho sắc rắn gan, phun ra khói lửa đất đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm cấp đó sâu. Rồi cho một ngọn lửa hồng mà nướng quay kẻ tội gia phòng thịt theo. Mọc bằng sắc thương đau gươm dao, trên công trung đổ tháo như mưa. Gặp mai chém nấy chẳng chừa, làm cho thân thể như thương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thấy, chim
bộ mắt trâu cài lưỡi lê. Chớ chi đằng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sơ hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngô nghịch sông thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần phạt trên, nhất là phải kinh này in chép truyền ba ra cho khắp đông tây. Nhớ ai chém một quyển này quy bằng đằng thấy một gì thế thôn. Nếu in đằng muôn ngàn quyển ấy thì cũng bằng thế Phật vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên chư Phật ấm hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đằng xa miền khóc lành, lại qua sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại quát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng này. Dầu cho lưỡi kéo trâu cài đến trăm ngàn kiếp, lời thầy không quên. Quý như bể ba thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phân thây. Hoặc như lưới trôi thân này, trải trăm ngàn kiếp, lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếm như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A-nan kiền thiền đành lễ cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh tụng trì chuyến tu hành. Phật mới bảo A-nan nên biết quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha, cùng là ơn trọng thiệt là chân kính. Các ngươi phải giữ gìn chú đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rằng, bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui, thay một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tin chắc vẹn tiền. Đồng nhau tụ tại Phật tiền, nhất tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát. Kinh tinh qua trí huệ, tự tại thực hành
trí tuệ bát nhã ba la mật sáng ngời. Bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm quân ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ấp. Hãy nghe này xá lợi Phất ông, sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tưởng thức hành cũng thế, tánh chân không các pháp viên thành. Thái điều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhơ chẳng sập chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tưởng hành thức trong không. Mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhãn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh. Không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thật tình cũng không. Không trí tệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát giữa vào ngoài trí ba la mật thẳm sâu thực hành. Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến quảng kinh. Xa lìa mộng tưởng đau điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. Ba nhà ấy rõ ràng trí tuệ, mà ba đời chư Phật nương vào chứng thành quả giác tối cao. Nên xem bát nhã thâm sâu, đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất. Lời thần chú rất mật quang minh, thần chú cao cả anh linh. Là lời thần chú thật tình cao siêu, trừ dứt được mọi điều đau khổ. Đúng như vậy muôn thọ không sai, ngài liền tuyên nói chú này, để người trì niệm sáng bài chân tâm. Yên đây yên đây bà là yên đây bà là tăng, yên đây Bồ Đề Tát Bà. Yên đây yên đây bà là yên đây bà la tăng, yên đây Bồ Đề Tát Bà. Số
sáng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dòng Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam tháng mẹ cứu hòa mang
cao. Con có thể đáp đền chỉ hết lòng hiếu thảo, nguyện sống đời hiền thiện, không thẹn với tổ và tiên, cả nhà cùng tu học niềm hạnh phúc vô biên. Có thân nhờ cha mẹ nên thân nhờ sư trưởng dạy lấy nghĩa cho con mới thành người cao thượng. Kiến thức ở thế gian nhờ thầy được mở mang, đạo lý xuất thế gian cũng nhờ thầy chỉ đàn. Người dù có thông mà minh không thể hiểu một mình, nhờ ơn thầy dạy dỗ mới thoát khổ tử sinh. Nguyện hết lòng kính ngưỡng đối với bậc minh sư, theo chân thầy hoằng pháp gian khổ cùng không từ. Muốn tu học đạo vàng trước hết thân phải an, từng bát cơm mà manh áo ân nghĩa đã muôn ngàn, ơn nhà nông cày cây, cuộc sống đẹp mà nay, ơn đất nước thiên liên biển cả đến đất liền, chúng đức nên nhân kiệt dòng giống của tổ tiên, nguyện sống đời trong sạch tay góp sức dành tương lai, nương nhau cùng mà tồn tại, xin nhớ ơn muôn lời. Nhờ Phật con được biết ân nghĩa của mẹ cha, công ơn thầy dạy dỗ là thương yêu tình thức giữa thân trầm đầy giới. Tri Phật như trăng rằm mà soi sáng chốn tối tâm, giúp con thấy được pháp xóa sạch hết mê lầm. Như người mù được mất, kẻ bệnh nặng được lành, phước lớn con gặp hoặc không hạnh phúc nào bằng. Nguyện tinh tấn tu học mà nói dòng Phật ở đời, dù gian khổ không lơi để đền ơn đức
Phật. Núi mòn và chẳng mòn, lòng hiếu kính sắc son, nguyện đền bốn ơn nặng, chư Phật chứng lòng con. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bảy gặp hỏi Vu Lan, phạm vô quy hoàng đốt hương đằng lệ, mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền, nói gương đức một kiền liên, nguyện làm con thảo lòng càng áo nào, nhớ nghĩa thân sinh con đến trưởng thành, mẹ dạy gian khổ ba năm nhủ bộ, vinh thang cứu mang không ngớt lo toan, quên ăn bỏ ngủ ấy ấm nó đầy đủ, cày có công cha chẳng quan yếu già xanh nhai lam lụ, hoa quyết cùng hoàng vũ phân đấu nuôi con, giáo dục vuông tròn ngày đêm đường học đạo, đệ tử ơn sâu chưa bao, hộ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen, chỉ thành cung kính đạo tràng thanh tịnh, tăng bảo trang nghiêm, hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền, đầy đủ thiện duyên vô niệm cho bài kiếp cha mẹ chúng con đượm nhường ngày mưa pháp, còn tại thế thân tâm yên bổn phát nguyện tu trì, đã qua đời ác đạo xa lìa, trong thành Phật hòa ngưỡng mong các đức như lai khắp cõi hư không, từ bi gia hộ tụng kinh là hạnh tốt lành, vô biên phước đức rằng dành chúng mà sanh, nguyện cho tất cả hàm linh thải đều to ngộ phẩm kinh diệu quyền, nguyện tiêu ba chướng não phiền, được nguồn trí tuệ phá xiềng vô minh, nguyện trừ tội chướng điều linh, hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm, nguyện sanh cõi tình siêu phàm, mà hoa sen chính phẩm là hàng mẹ chan, hoa nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bạn ta thánh hiền, nguyện đem công đức hiện hướng về khắp cả các miền gần xa, con già
tựa Phật, bậc phước trí viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tựa Pháp, nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương tựa Tăng, đoàn thế sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp